Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tổng kho Thiết bị Vệ sinh Bùi Minh. Thưa các bạn, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề là 3 mẫu vòi 3 lỗ của Vigracera có giá khoảng 1 triệu. Thưa các bạn, chúng ta biết rằng vòi chậu hay còn gọi là vòi lavabo là một cái dòng thiết bị vệ sinh hay là thiết bị nhà tắm sử dụng trong khu vực thường là phòng tắm, có chức năng là giúp chúng ta đóng mở nguồn nước để sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mình. Và thưa các bạn, với cái tầm giá khoảng 1 triệu thì chúng tôi biết rằng đây là cái mức giá mà mọi người hay bỏ ra, một cái mức giá tương đối trung bình vừa phải thì mọi người hay bỏ ra để mua một cái chiếc vòi chậu. Thế thì trong video này chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn 3 mẫu vòi chậu 3 lỗ của thương hiệu Vigracera, và có 3 cái sản phẩm đấy có mã lần lượt là VG302, VG368 và VSD302. Thì thưa các bạn, xin mời các bạn cùng chú tâm theo dõi. Thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên là cái dòng vòi VG302. Thì xin mời các bạn cùng xem thông qua cái màn ảnh thì chúng ta nhìn các cái góc cạnh của cái dòng sản phẩm VG302 này. Thế. Thì thưa các bạn, chúng ta thấy rằng đây là một cái vòi nóng lạnh và vòi 3 lỗ. 3 lỗ là bởi vì nó có 3, khi mà chúng ta lắp đặt thì sẽ lắp ở trong cái khu vực mà có cái chậu, nó có 3 cái lỗ. Thì ngoài cái lỗ chính giữa để lắp đi những cái đường dây nóng lạnh ra thì nó còn 2 cái lỗ bên ria để nó lắp những cái chân. Thì cái thiết kế của cái dòng vòi chậu 3 lỗ này sẽ giúp chúng ta nhìn cái vòi chậu. Thứ nhất là cái liên kết của vòi với chậu được chắc chắn. Thứ hai là chúng ta nhìn nó cũng được khỏe hơn. Chúng ta nhìn cái phong cách nó cũng được khỏe mạnh, cứng rắn và nó chắc chắn hơn so với những vòi một lỗ thông thường. Một đặc điểm thứ hai nữa, chúng ta nhìn trên cái phần bên trên cái tay này này, tay nắm này này, thì chúng ta nhìn thấy có in một cái thương hiệu Vigracera rất là rõ ở trên này, với một cái chấm đỏ, một chấm xanh, thì là chúng ta biết rằng đây là cái dòng vòi nóng lạnh. Đấy, có thể là đóng mở dòng nước nóng và lạnh. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy vòng chữ Vigracera. Đó. Và khi chúng ta lật lên để chúng ta nhìn thì ở đây sẽ có một cái tem chống hàng giả của Vigracera các bạn nhé. Sẽ có tem chống hàng giả ở trên cái khu vực này này. Đó. Thì với cái vòi này thì khi mà mình sử dụng ấy thì mình thấy rằng là cái nhấn tay của nó cũng vừa phải, nó không quá cứng, không quá mềm. Thì khi chúng ta sử dụng thì đây, nó sẽ như vậy. Các bạn nhìn qua màn này nhỏ các bạn sẽ thấy. Đấy. Nó vừa vừa phải phải thôi. Và cái dòng này, với cái dòng này thì những cái thông tin của nó bao gồm là cái, thưa các bạn, là cái chất liệu của nó và cái lớp bề mặt nó là niken, mạ niken chrome, thì nó giúp cho cái lớp bề mặt nó được sáng bóng, giúp chúng ta là dễ lau chùi cũng như là tăng cái tính thẩm mỹ của sản phẩm. Thứ hai là dòng sản phẩm này được sản xuất trên cái dây chuyền công nghệ của Italia. Với cái bộ phận trên nước này này, nó có độ bền có thể lên tới là trên 10 năm. Và với cái phần nhựa đầu vòi các bạn ạ, thì nó có thể chịu được nhiệt độ đến tận 100, nó là nhựa nhé, và chịu đến được cái nhiệt độ lên tận khoảng 140 độ C và trong một thời gian dài. Đó. Các bạn có thể để ý nhìn cái phần vòi này. Và bên cạnh đó thì những cái răng cao su sử dụng cho dòng sản phẩm này có thể chịu được nhiệt độ đến 90 độ C ở thời gian dài. Đó. Thì cái dòng này ấy, có giá bán là 1.050.000 các bạn nhé. Hiện tại, giá hiện tại tại Bùi Minh là 1.050.000 là giá bán. Còn cái giá niêm yết mà các bạn mua, nếu mua bằng giá niêm yết ấy, của Vigracera ấy, thì giá niêm yết đang là 1.393.000. Bên mình là nhà phân phối thì bên mình có những cái chiết khấu tốt, đang có giá là 1.050.000 các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm thứ hai của Vigracera, đó là dòng mã là VG368. Thì cái dòng này chúng ta thấy thiết kế nó khác hơn một tí, là nó vuông vuông và nó có chiều cao, nó trông nó cũng hơi bẹt hơn so với chiếc VG302. Thì cái dòng sản phẩm này cũng tương tự, là nó có lớp bề mặt là mạ niken chrome và cái dây chuyền sản xuất là của Italia, với cái bộ chia nước có độ bền có thể lên trên 10 năm. Cái phần đầu vòi này bằng nhựa này cũng chịu được nhiệt độ 140 độ C trong thời gian dài. Dòng cao su cũng chịu được nhiệt độ 90 độ C các bạn nhé, thời gian dài. Và trên bề mặt của dòng vòi này thì ở đây nó cũng có cái thương hiệu của Vigra. Đấy, và đây cũng là dòng vòi nóng lạnh. Cái này thì mình thấy là mở, đóng mở các bạn nhé. Thì bản thân mình cảm nhận thấy nó là nó nhẹ hơn cái VG302 một tí nhé, khi mà chúng ta đẩy cái này này. Nhưng mà tinh tế một tí chúng ta thấy là cái này nó nhẹ hơn. Đấy, và có cái tem chống hàng giả ở chính giữa này. Đây. Dòng sản phẩm này thì có giá niêm yết là 1.526.000 các bạn nhé. Còn giá bán là hiện tại, giá bán tại Bùi Minh là 1.140.000 các bạn nhé. 1.140.000.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái dòng sản phẩm là VSD302. Thì thưa các bạn, cái VSD302 mình đưa vào trong đây ấy, là bởi vì ngày xưa ấy, cái mã cũ nó chính là cái VG302 ban đầu các bạn ạ. Thì cái này nó là mã cũ ngày xưa, nó là VSD302, nhưng mà ngày nay thì nó đổi thành là VG. Nhưng mà mình vẫn cứ đưa vào trong video này, thì trong trường hợp mà các bạn thấy là những cái cửa hàng người ta vẫn bán những cái mã cũ, thì các bạn sẽ biết rằng cái VSD302 nó cũng chính là cái VG302. Thì toàn bộ cái thông tin của nó cũng giống như cái VG302. Và giá bán của dòng sản phẩm này đang tại Bùi Minh cũng là 1.050.000. Vâng, thưa các bạn, thì vừa rồi là mình đã giới thiệu đến các bạn là ba nhưng thực chất là hai cái sản phẩm vòi trộn ba lỗ của thương hiệu Vigraceda với cái tầm giá khoảng 1 triệu. Và nếu như các bạn mà đang cần tìm mua vòi trộn và đang trong cái khu vực khoảng tầm 1 triệu ấy, thì đây cũng là một cái sự lựa chọn, đây cũng là một cái số sản phẩm để các bạn tham khảo. Thì thưa các bạn, video của chúng mình đến đây xin được kết thúc. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bùi Minh. Xin chào. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.